Sơn gì bố? À bố tiện lắp rảnh thì bố hàn lấy đi. Hả? Hàn cái khóa quyết cái để con lắp kiếm vào để đi lại. Em mới lưỡi là léo để giữ ra làm máy thay máy đi đi người mới mà. Thì làm thì cũng phải có khóa chứ, có làm dọn mới đâu. Làm chỉ thay máy để bán thôi. Anh chú Tiến, à mà chú Tiến có zin rồi. Ông Tâm mà đồng ý cho Quyết dọn chắc giờ Quyết cũng dọn rồi. Nó đi thì nắm xẻ đi. Rồi anh thế đợt mới mua SH bảo là mới đầu hắn định bỏ tiền ra nhưng xong lắm kiểu lại đéo muốn mất tiền. Không Quyết lại không muốn mất tiền, Quyết lại bảo ông Tâm cho ông Tâm. Mới không bảo gì. Ông Tâm mới bảo mua SH rồi giờ vẫn muốn đòi mua xe mới. Thàm như nghiện. Bây giờ muốn dọn con giờ đi để lượn phố hoặc là thỉnh thoảng đi làm phải không? Có hai con thay đổi. Kiểu công tử Bạc Liêu ấy. Ông bị lừa lừa với đâu, ông bị bỏ tiền ra hay đâu không ạ? Đâu, bỏ ra một kiểu tiền lắm. Hắn muốn thay đồ mới bảo thôi. Đây để vào ông Tâm. Ông Tâm bảo mua SH rồi. Mấy ông ra được dọn nữa. Lọc keo nó bị ai qua đâu? Đây lọc keo này. Cái gì đâu chứ? Đây vô. Phụ tùng xe máy nhà Việt Kiếp. Tiếp tục gì?